chào các bạn. Chúng ta đi qua đò từ Vĩnh Long, đi qua nhà vườn bên đây. Chôm ở Vĩnh Long, đây là vườn chôm em Thái nha. Các bạn cùng tham quan với tài xế. Có một chàng tài xế nơi đô thành tìm xuống Vĩnh Long thăm bà Hiền. Lời vui thay tiếng chèo luyến trong theo tà. Đây là cô bán chôm chôm. Bán sẵn có cái xe kéo về luôn. Chôm chôm Thái thì nó vậy đó. Phải Thái không xíu? Đâu bước chôm nào đẹp đẹp đi. Có dừng té rồi, dừng té. Đừng có giới té. Bao nhiêu lời thương mến, bao nhiêu tình lưu luyến. Có cái gấp á. Không mẹ cái nhánh thôi nè. Tình mình cũng thật đậm đà. Đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đêm hiền hoa. Tương lai mình như thế. Anh đi làm ông giáo và em mua bán chôm son, em xinh như mong ước, yêu thương dâng ngập lòng. Chôm chôm Thái. Vì người yêu thoa xưa đã trở lại tiềm năng với lễ vật cầu hôn. Bên nhau lòng phơi phới, tin yêu về dâng lối tình đẹp
lên luôn rồi. Anh về Vĩnh Long, anh thấy cảnh của em có đẹp không? Kéo dễ hơn anh, đẹp kéo quá em ơi. Chân kéo chân dễ của em á, đã bỏ vô luôn. Mà giọng nói của em á hả, nó còn kéo ngọt hơn chân chôm nữa đó. Mèn đét ơi, anh nói cái gì mà làm người ta mắc cỡ mới chết vậy đó. Mong cho mai sau đời ta đó, cô cầm gì có nhau như những ngày mới gặp nói hai đổi vậy là được. Con đi hay đi vậy? Qua kia đi ạ. Tương lai mình như người yêu, anh đi làm ông sao?
nào chơi cái để xem cho các bạn. Nó thích hả? Đẹp đúng rồi.
con có nhìn trùng không? Con có lợi này không? Có. Cái loại loại nhỏ bằng này nè, cái này không có loại to nha. Con có loại bàn như nó nè, cái này nhiều hơn. Ba hơn con 20. Thì được rồi, tôi lựa rồi, tôi lựa cái con mắt. Bây giờ con nói tên gì để lựa món. Chào các bạn. Các bạn thấy miền Tây Vĩnh Long nó đẹp không? Sông nước hữu tình, con đò đi qua đi lại. Đây, mời bạn ăn dừa sáp. Ồ vậy hả, dừa sáp hả? Ngon vậy? Đây, dừa sáp. Ồ, dừa sáp đây. Đây là dừa sáp, nghe nói mấy trăm trái. 35 ngàn một ly. À. Nhiêu ly xíu? 35 ngàn ly. Anh còn cầm có dừa sáp, đổ hộp và sữa tươi đá thường. Dừa nó sẽ mua cái dừa nó cái đá. Bếp nấu kẹo dừa mình là ép bây giờ ép nước cốt dừa là bằng máy không ép bằng máy. Đi thẳng về là về cái bè đó các bạn, Vĩnh Long cái bè.